Thưa quý vị, đã hơn 60 năm kể từ khi thảm họa da cam dioxin xảy ra ở Việt Nam, song những mất mát đau thương mà thảm họa này gây ra vẫn còn vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều thế hệ. Động viên, chia sẻ, hỗ trợ thiết thực những người nhiễm chất độc da cam để họ tự tin vượt lên chính mình, cùng gia đình có một cuộc sống ý nghĩa là tâm niệm và hành động hơn 20 năm qua của Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng. Ông Mai Tính nguyên là bộ đội công binh đóng quân tại Phù Cát, Bình Định. Xuất ngũ về địa phương, ông lấy vợ và gia đình lần lượt chào đón con gái Mai Thị Mân và con trai Mai Thanh Tú. Cuộc sống vốn dĩ tươi đẹp cho đến khi các cháu lên ba, rồi lần lượt sốt vào co quắp tay chân, được bác sĩ chuẩn đoán dị tật do nhiễm chất độc da cam, dioxin. Bốn thành viên trong gia đình xoay sở bằng thu nhập phụ hộ eo hẹp của ông Tính và trợ cấp da cam ít ỏi. Mãi đến năm 2002, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhận đỡ đầu hai đứa trẻ, gia đình ông Tính đã có thêm điểm tựa để vượt qua sự dày vò cả thể xác và tinh thần, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã quan tâm và giúp đỡ cho gia đình Mai Tính như là một quý là 3 triệu. À, ví dụ có chuyện gì mà thiếu quần, thiếu áo hay là có gì gạo rồi thì là Bộ Chỉ huy Quân sự cũng luôn quan tâm đến gia đình tôi. Bên cạnh cái hoạt động mà đỡ đầu theo quý theo tháng mà chúng tôi đã thường xuyên tổ chức gần 20 năm nay rồi á, thì chị em chúng tôi cũng thường xuyên là đến thăm hỏi, động viên những cái ngày dịp lễ Tết hoặc là những ngày bình thường. Chị em ở các cơ quan đơn vị mà có thời gian rảnh rỗi thì đều ghé thăm các cháu và động viên gia đình để giúp các cháu là hòa nhập với lại cộng đồng. 20 năm trước, ngoài gia đình ông Mai Tính thì hai con của cựu quân nhân La Thành Cang và bà Nguyễn Thị Hoa cũng được Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng nhận trợ dưỡng. Còn bị teo cơ chân do chất độc da cam, anh Cang lại bị tai nạn liệt một bên tay. Hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn, bị đát, không nơi ở. Trước hoàn cảnh éo le đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng đã sắp xếp cho gia đình ở tại một gian nhà khu tập thể cán bộ quân đội quận Ngũ Hành Sơn và nhận đỡ đầu các cháu. Nếu tôi không có được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cư mơn giúp đỡ thì tôi không có được ngày hôm nay. Vì ngày trước đây là tôi sống lang thang không nơi ăn chỗ ở. Hôm nay là tôi được có chỗ ở và có được cái cuộc sống. Tôi cũng cố gắng phấn đấu để làm ra không phụ lòng các anh. Từ năm 2002, 6 trẻ ban đầu đến nay chỉ còn 4 em còn sống và đang được Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trợ dưỡng hàng tháng. 20 năm trước, 150.000 đồng một tháng đều đặn và nay là 1,5 triệu đồng một gia đình một quý. Kinh phí hoàn toàn từ tiết kiệm chi tiêu của cán bộ chiến sĩ hỗ trợ thường xuyên đã góp phần vơi bớt những thiếu trước hụt sau ở những gia đình da cam ấy. Sự quan tâm, thăm hỏi và có mặt kịp thời của những người lính đã thắp lên ngọn lửa ấm áp tình đồng chí, đồng đội để nạn nhân da cam không cảm thấy lẻ loi, đơn độc trong cuộc sống. Xoa dịu nỗi đau da cam, hành trình ý nghĩa này đã, đang và sẽ mãi được những người lính đồng hành sẻ chia.